Ngày 3 tháng 4 năm 2024, Phường Đoàn Vĩnh Ngươn tổ chức thăm tặng quà thanh niên yếu thế có hoàn cảnh khó khăn. Tại nơi đến thăm, đoàn thanh niên phường đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình đời sống gia đình thanh niên yếu thế, chia sẻ động viên thanh niên cố gắng làm việc để phát triển kinh tế, ổn định thu nhập, đồng thời trao tặng cho thanh niên một phần quà gồm 2 triệu đồng tiền mặt, gạo và nhiều nhu yếu phẩm khác. Thông qua hoạt động nhằm thể hiện vai trò trách nhiệm của thế hệ trẻ vì cuộc sống cộng đồng, qua đó góp phần giúp đỡ các thanh niên yếu thế có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, thoát nghèo, bền vững.